Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức những chương tiếp theo của bộ truyện đam mỹ cổ trang Á Nô. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh, like, share và nhấn chuông để đón xem những tập mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu thuyết đam mỹ Nô lệ câm, chương 113. Quyết định ỷ lại vào ngươi. Cửa cung truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thẩm Ngọc không kiềm được phóng tầm mắt nhìn ra xa. Hẳn là cửa thành đã bị phá. Giờ khắc này, tiếng quân đội gào thét, tiếng binh khí va chạm vang lên ngập trời, dường như muốn nuốt chửng toàn bộ kinh thành. Người trong hoàng cung càng thêm hoảng sợ, vốn là vẫn ở lại xem thế nào, kỳ vọng Diệp Đế có thể toàn thắng trở về, bảo hộ bọn họ. Lúc này tất cả hy vọng đều tan biến, cuốn lên chăn đệm châu báu, vội vàng thoát thân. Nghe nói Trấn Bắc Vương ở trên chiến trường giết người không chớp mắt, chưa bao giờ lưu lại người sống, bọn họ không muốn trở thành oan hồn dưới đao ác ma kia. Giết! Sau một canh giờ, chiến hỏa rất nhanh tràn vào hoàng cung. Những thị vệ kia đều bị Diệp Đế phái đi cổng thành. Hoàng cung phòng thủ trống không, bị Trấn Bắc Quân trực tiếp đập phá cửa cung. Trong hoàng cung, Phi Tần cùng bọn thái giám còn chưa kịp trốn, liền bị Trấn Bắc Quân bao vây. Trấn Bắc Quân xông vào hoàng cung, thế tới hung hăng. Bọn họ cho rằng đây là muốn đại khai sát giới. Từng người sợ đến chạy trốn loạn cả lên. Hoàng hậu, thái tử cùng những người có thân phận tôn quý một ngày trước đã được Diệp Đế cho xuất cung, còn lại chỉ nghe theo lệnh trời. Trấn Bắc Vương cưỡi hắc mã xuất hiện ở ngoài Kim Loan Điện, cả người hắn tắm máu người, chiến bào đã biến thành huyết y. Bất quá, này đều là máu của Tĩnh Quân, ngay cả hắc mã cũng nhiễm vết máu loang lổ, để cho Trấn Bắc Vương thoạt nhìn giống như quỷ la sát, cả người tỏa ra sát khí. Tống Thanh theo sát phía sau nhìn chung quanh, đang tìm kiếm một bóng người. Người đi Phật Tháp giúp bổn vương đón y, không cho phép có một tia thương tổn. Quân Huyền Kiêu dĩ nhiên là hướng Tống Thanh ra lệnh, người ở sau lập tức lĩnh mệnh, thúc ngựa chạy về phía Phật Tháp. Tống Thanh, người là một tên chết tiệt, đợi ta với. Đuổi theo phía sau là một người mặc y phục màu đỏ xinh đẹp, cưỡi trên một con ngựa gầy úm. Hồng Liên vì đuổi theo Tống Thanh, mệt mỏi đến mặt trắng bệch. Ta có vương mệnh trên người, không rảnh chờ ngươi. Tống Thanh lạnh lùng nói, lại bổ sung thêm một câu. Ta đã nói với ngươi rồi, đừng cùng đến. Ngươi mới vừa học cưỡi ngựa được bao nhiêu ngày? Hồng Liên nỗ lực lặn ra một nụ cười quyến rũ, không biết xấu hổ, không biết thẹn thùng nói. Ngươi biết rõ ta không giỏi cưỡi ngựa, chỉ giỏi cưỡi nam nhân. Sao không chạy chậm một chút? Tống Thanh tức giận nói, cô không phải ta ép ngươi cùng Trấn Bắc Quân trèo non lội suối đến kinh thành. Nha, người đúng là ma quỷ không có lương tâm. Ta vì cứu nhân tình của ngươi mới chọc đến mối họa lớn như vậy. Tần Hoài Lâu cũng bị mất, ngươi bảo ta đi nơi nào nương thân? Hồng Liên ủy khuất oán giận nói, may mà lúc đám người kia tiêu hủy Tần Hoài Lâu, ta ở vương phủ mới tránh được một kiếp. Nếu không, ngươi có muốn gặp ta cũng gặp không được. Tống Thanh quay đầu lại liếc mắt một cái, nhìn thấy Hồng Liên đang đưa tay gạt lệ, thầm nói một tiếng, giả vờ giả vịt. Vương gia không còn sủng hạnh ngươi, ngươi cũng không cảm thấy ngại, không cần mặt mũi nương nhờ vương phủ. Hồng Liên quả nhiên ngưng lệ gạt lệ. Cợt nhả nói, kia ta cũng mặc kệ, ta cứu y, ngươi nên cảm kích, đến rơi nước mắt, ta hiện tại không còn nhà mẹ đẻ, liền quyết định ỷ lại vào ngươi. Người phải nuôi ta. Tống Thanh nhụt chí, hắn từ vương phủ đến kinh thành, cùng Hồng Liên đấu miệng cả một đường, trước sau không thắng nổi. Mấu chốt là Hồng Liên ra mặt như sắt thép, hắn căn bản không biết đến cái gì gọi là ngựa. Cũng gần đến Phật Tháp, Tống Thanh không tiếp tục cùng hắn đấu miệng nữa. Lúc Trấn Bắc Quân công phá cửa cung, rất nhiều binh mã ở hoàng cung chạy loạn. Tuy là không có tùy tiện giết người lung tung, nhưng tình cảnh rất dọa người. Người trong hoàng cung loạn thành một đoàn, chỉ có Phật Tháp, nơi đó không có lấy một tia quấy nhiễu, bất kể là Trấn Bắc Quân hay là thị vệ hoàng cung, đều không từng lui tới.
Thẩm Ngọc nhìn thấy một nữ hài tử chừng 10 tuổi ở dưới phật tháp gào khóc không ngừng. Nhìn dáng vẻ đầy trông mong của nàng, chắc hẳn là đã cùng người thân tách ra. Thẩm Ngọc sợ nàng bị quân lính ngộ thương, đem nàng kéo vào phật tháp. Nữ hài tử mặc y phục hoa lệ, chắc hẳn là một người có thân phận tôn quý trong hoàng cung. Thẩm Ngọc nhìn nàng khóc nức nở không ngừng, bưng một chén trà an ủi nàng. Nữ hài tử co rúm lại, nhận lấy uống, khôi phục một ít bình tĩnh. Ta là Giao Gia công chúa, ngươi cứu ta sẽ nói với phụ hoàng ban thưởng ngươi. Công chúa phong thái kiêu ngạo, bất quá cũng chỉ là một nữ hài tử. Hiện tại hoàng cung đã bị chiếm đóng, Diệp đế, người ở phương nào cũng khó nói. Thẩm Ngọc hướng nàng, hiền hòa lắc đầu một cái. Mình dùng thủ ngữ, nàng xem cũng không hiểu. Giao Gia công chúa giống như là nghĩ tới điều gì đó, nhìn dáng vẻ người trước mặt này là một nam nhân, dùng mạo so với nữ tử còn muốn xinh đẹp hơn, lại là một người câm, còn ở tại Phật Tháp, ngoại trừ yêu tinh trong truyền thuyết kia, còn là ai nữa? Giao Gia công chúa sắc mặt thay đổi, vừa sợ vừa chán ghét, chỉ vào Thẩm Ngọc nói. Ngươi, ngươi là yêu tinh kia, ngươi đừng tới đây. Thẩm Ngọc ngẩn người, mấy ngày nay, ngoại trừ Diệp Đế cũng không có người nào dám cùng y nói chuyện. Người trong hoàng cung đều coi y giống như ôn dịch vậy. Không nghĩ tới, ngay cả một nữ hài tử cũng vậy, đối với y, tránh không kịp. Ngươi quả nhiên chính là, đều là yêu quái, ngươi hại chết tam hoàng tử của ta, mê hoặc phụ hoàng. Giao Gia công chúa mặt đầy oán hận hô to. Hoàng cung chết nhiều người như vậy, đều là do ngươi. Yêu quái như ngươi, sao không đi chết đi? Ngươi đi chết đi! Chương 114. Không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Thẩm Ngọc yên lặng nhìn Giao Gia công chúa, tâm tình kích động, hướng y nói ra những lời ác độc. Cảnh tượng này y cũng không xa lạ gì nữa. Khi còn bé, ở trong thẩm phủ, có một lần trùng hợp gặp Thẩm Nhược Phi, nàng cũng là như vậy, căm hận mình. Mệnh mấy ác nô đánh y một trận. Thẩm Ngọc bỗng nhiên hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ. Đúng như mẹ nói, con ta không có sai, thế nhưng lòng người hiểm ác, bọn họ nhìn thấy mình tốt hơn họ quá nhiều, liền ghen ghét, muốn phá hủy. Gương mặt này của y chính là sai lầm. Vậy đúng như trong sách nói, lòng người vốn độc ác đi. Thẩm Ngọc rời khỏi Phật Tháp, vừa vặn người hoàng cung không thích y, y có thể thừa dịp loạn lạc, chạy khỏi nơi này. Giao Gia công chúa nhìn thấy y quái dị, giống như một xác chết biết đi vậy, cũng không lên tiếng. Không tự chủ được, bắt đầu cảm thấy sợ sệt, kiêng dè tránh qua một bên. Yêu quái này rốt cuộc cũng đi rồi. Giao Gia công chúa thở phào nhẹ nhõm. Tốt nhất là bị Trần Bắc Quân giết chết đi. Hoàng cung rất lớn, Thẩm Ngọc cũng chưa từng đi lại qua bao giờ. Y nhất thời không biết đường nào mới là đường đi về của cung. Không thể làm gì khác hơn là nước chảy bèo trôi, đi theo bọn thái giám cung nữ đang cố chạy thoát thân. Phía trước là Kim Loan Điện rộng lớn hùng vĩ, thật giống như cánh cửa lớn hoàng cung không còn xa nữa. Trong điện, quân Huyền Kiêu một thân huyết giáp chiến bào, đứng ở ngay chính giữa. Tiêu Huệ Diệp ngồi trên long kỵ, mũ mão không biết đã ném đi nơi nào. Trên kim giáp cũng nhuộm rất nhiều máu tươi. Tiêu Huệ Diệp ngồi ngay ngắn người lại, duy trì tôn nghiêm cuối cùng của hoàng tộc, cố gắng không để lộ ra sự suy sụp. Huyền Kiêu, xem ra vẫn là trẫm không tự lượng sức, trẫm còn tưởng rằng sẽ không thua ngươi. 20 vạn tinh binh, làm sao sẽ thua? Tiêu Huệ Diệp âm thanh vẫn ôn hòa, như cũ tôn quý, lại ít đi khí phách địch điệu trước, nhãn cầu có chút dại ra. Hoàng đế quen sống trong nhung lụa, đương nhiên không sánh được ta, ở Bắc vực khổ hàn chi địa, tôi luyện nhiều năm như vậy. Tiêu Huệ Diệp gật đầu nói. Đúng vậy, sống ở khổ cực, chết ở yên vui. Trẫm với ngươi khi còn trẻ, vốn là đại tĩnh cùng nhau sánh vai kiêu ngạo. Ha, bây giờ, người thắng, giang sơn này cũng là của ngươi. Lòng ủy tự nhiên do ngươi tới ngồi. Tiêu Hiển Diệp đứng dậy, đứng trước từng bước đi xuống bậc thang. Quân Huyền Kiêu ngẩng đầu kiêu ngạo, nở nụ cười. Giang sơn đại tĩnh giống như hiện tại, không đến nỗi khiến ta tranh chấp đến vỡ đầu chảy máu. Ngẫm lại tiền triều, Tây Trinh Ba Tư, Bắc phạt hung nô,
Đông Ngự Cao Ly, tứ phương hướng về. Hiện tại lãnh thổ Tiền Triều ba tấc, có cái gì đáng giá để tranh? Tiêu Hề Diệp sợ run lên trong phút chốc. Là trẫm vô lăng, dốc lòng dốc sức trông coi một mảnh đất ba tấc, ngay cả Trần Bắc Vương, người cũng đấu không lại. Dã tâm của ngươi so với trẫm lớn hơn, động thủ đi, sau này sẽ là Trần Bắc Vương ngươi xưng bá thiên hạ. Quân Huyền Kiêu nâng kiếm trong tay lên, chỉ chốc lát sau lại cho vào vỏ. Ngươi đi đi. Tiêu Huệ Diệp trợn to hai mắt. Ngươi không giết ta? Ta và ngươi từng ở trên chiến trường, đem phía sau lưng giao cho đối phương. Lần trước ta cố ý bị bắt, ngươi không giết ta. Quân Huyền Kiêu ta chưa bao giờ thiếu người nhân tình. Ngươi có thể mang hậu cung cùng binh lính của ngươi theo. Quân Huyền Kiêu quay người muốn rời đi. Tiêu Huệ Diệp nổ giận gầm lên một tiếng, chấn động đến mức Kim Loan Điện vang vọng từng trận. Quân Huyền Kiêu! Tiêu Huệ Diệp hai mắt đỏ ngầu. Trẫm nhận, thắng làm vua, thua làm giặc, nhưng ngươi không cần phải làm nhục trẫm như thế. Trẫm không cần ngươi niệm tình cũ, thương hại trẫm. Quân Huyền Kiêu quay đầu lại nói. Ngươi không cần dùng chút tâm cơ kia của ngươi suy đoán ta. Ta nói thả ngươi đi, chính là thả ngươi đi. Tiêu Huệ Diệp há miệng hồi lâu không nói được gì, sau đó tàn bạo nghiến răng nghiến lợi, lực đạo giống như là muốn đem răng cắn nát. Trẫm hối hận nhất chính là ở trên thiên lao không giết chết ngươi. Ngươi buông tha cho trẫm lần này, ngày sau trẫm có cơ hội nhất định sẽ giết ngươi. Ta nếu có thể đánh bại ngươi một lần cũng có thể có lần thứ hai. Quân Huyền Kiêu khinh thường nói. Nếu như ngươi quả thực không muốn nợ ta, vậy thì nói cho ta, mẹ Ngọc Nhi ở đâu? Tiêu Huệ Diệp vẻ mặt lộ rõ vẻ châm chọc, sau đó cười ha ha, giống như điên cuồng. Quân Huyền Kiêu, ta còn tưởng ngươi là người quang minh lỗi lạc thế nào. Nguyên lai cũng chỉ như vậy thôi. Ngươi cũng vì đồ vật trong quân Sơn Lăng mà hao tổn hết tâm cơ. Làm sao? Muốn giống như ta, bắt mẹ Thẩm Ngọc làm con tin sao? Quân Huyền Kiêu, ngươi cũng giống như ta, đê tiện. Quân Huyền Kiêu nhíu mày nói, ta xem thường dùng thủ đoạn giống như ngươi. Phải không? Tiêu Huệ Diệp nét mặt dữ tợn quát. Vậy, ngươi cố tình đối xử tàn nhẫn với Thẩm Ngọc, để y tuyệt vọng rời khỏi vương phủ. Hảo thuận Lý Thành chưa để trẫm mang y đi, là vì cái gì? Quân Huyền Kiêu trầm mặc. Để trẫm đến thay ngươi nói, bởi vì người khao khát quân Sơn Lăng, nhưng không biết từ đâu xuống tay, lại bất ngờ ở bên ngoài biết được Thẩm Ngọc là hậu nhân Sở Thị, lời ngon tiếng ngọt lừa gạt chân tình của y. Ý đồ từ trong miệng y biết được Thẩm Ngọc bị nhốt ở trong viện lớn lên, một trái tim chân thành không chút tì vết, đương nhiên bị ngươi dễ như trở bàn tay bắt làm tù binh. Sau đó, người lại phát hiện Thẩm Ngọc không biết chút gì về quân Sơn Lăng, cho nên thời điểm trẫm Bắc Tuần, người cố ý để lộ ra sơ hở để trẫm phát hiện ra thân phận của Thẩm Ngọc. Trẫm tự cho là mình trù mưu tính kế, chu toàn từ trong tay ngươi cướp đi y. Thậm chí không tiếc đối xử nhẫn tâm với y, làm cho y mất đi hết hy vọng. Tất cả những thứ này đều là ngươi diễn cho trẫm xem. Bởi vì Hoàng Cung nằm trong tay trẫm, có ghi chép về quân Sơn Lăng. Ngươi cố ý để trẫm cướp đi Thẩm Ngọc, sau đó tìm ra chỗ quân Sơn Lăng. Quả nhiên, giống như ngươi mong muốn, ngươi liền khởi binh tạo phản, đồ vật trong quân Sơn Lăng đều nằm trong túi của ngươi. Quả nhiên, thứ ngươi tranh đoạt không phải là ngôi vị hoàng đế Đại Tĩnh, dã tâm của ngươi lớn hơn nhiều. Quân Huyền Kiêu ánh mắt sâu đậm, không chút nào bị vạch trần mà trở nên quẫn bách. Đúng vậy thì sao? Chỉ có thể nói, ta với ngươi, coi ai nhìn xa trông rộng hơn. Quân Huyền Kiêu cười lạnh nói. Tiêu Huệ Diệp cười thảm một tiếng, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Quân Huyền Kiêu. Cho nên, trẫm, Trấn Bắc Vương. Kỳ thực, ngươi và ta là người cùng ở một con đường, vì để đạt được mục đích của mình không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Ngươi có tư cách gì thương hại trẫm? Chương 115, Hận Thấu Xương. Ánh mắt Quân Huyền Kiêu ngưng trọng, lóe lên tia sắc bén. Ta và ngươi không giống nhau. Ngươi luôn do dự, không quả quyết, cái gì cũng muốn nắm trong tay. Còn ta có thể cân nhắc thiệt hơn,
vứt bỏ vài thứ. Tiêu Huệ Diệp khó có thể tin, chất vấn. Vứt bỏ? Ngay cả Ngọc Nhi mà ngươi cũng vứt bỏ? Hử? Trong lòng Quân Huyền Kiêu dâng lên một loại phẫn nộ và gấp gáp không tên. Người làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết, nhưng vì sao khi bị Tiêu Huệ Diệp hỏi như vậy, hắn lại lo lắng bất an, tâm hoảng ý loạn. Trong đầu đột nhiên hiện ra dáng vẻ của Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc tươi cười duyên dáng, Thẩm Ngọc thanh nhã ôn nhuận như ngọc, Thẩm Ngọc sắc mặt như tro tàn. Suy nghĩ của Quân Huyền Kiêu chồng chất xoay vòng như đèn kéo quân, tâm hắn như bị thứ gì nắm lấy. Hắn muốn ném những tạp niệm này đi, nhưng không cách nào làm được. Thẩm Ngọc không thể mở miệng nói chuyện, nhưng trong đầu hắn, từng nét mặt, từng ánh mắt đều giống như đang tra hỏi hắn. Y sẽ không quên bổn vương. Ta, sau này ta cũng sẽ bù đắp cho ngươi. Từ trước đến nay, Quân Huyền Kiêu chưa bao giờ nghi ngờ chính mình. Lúc này, bỗng nhiên lại chột dạ, hắn không cách nào đủ sức nói ra câu này. Trần Bắc Vương, tại sao ngươi không nói chuyện? Hiện tại Ngọc Nhi hận ngươi thấu xương, y đã hoàn toàn quên ngươi rồi. Tiêu Huệ Diệp có thể nhìn thấy Quân Huyền Kiêu lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hết sức hài lòng. Ngọc Nhi sẽ không quên ta, so với hận làm gì có thứ gì khó quên hơn. Cho nên y sẽ hận ta, nhưng cũng không quên. Chỉ là toàn bộ oán hận đến một ngày nào đó sẽ tiêu tan. Tiêu Huệ Diệp giễu cợt nói. Vậy sao? Nhưng ở trong thiên lao là y đã kéo tay trẫm. Câm miệng! Quân Huyền Kiêu nóng nảy, thét lớn, túm chặt y phục Tiêu Huệ Diệp quát hỏi. Rốt cuộc mẹ của Thẩm Ngọc đang ở đâu? Tiêu Huệ Diệp cười thê lương, trên người hoàn toàn không có khí lực. Vốn dĩ trẫm có chết cũng không nói, chỉ là trẫm rất vui khi nghĩ đến điều này. Để Ngọc Nhi chứng kiến mẹ của y nằm trong tay ngươi, dáng vẻ căm ghét ngươi. Dù sao y cũng sẽ không tin tưởng ngươi nữa. Vậy nên trẫm nói cho ngươi biết, mẹ y đang ở tại nhà giam trong thành Đại Lý Tự. Tiêu Huệ Diệp vừa dứt lời, bên ngoài Kim Loan Điện vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng gấp gáp rời đi. Mày kiếm Quân Huyền Kiêu nhếch lên, động tác nhanh chóng mở cửa sau ra, nhưng lại không có một bóng người. Trong lòng Quân Huyền Kiêu nổi lên một dự cảm không tốt, trong tim hắn, phía trên như bị điện giật trúng. Không phải là y đang ở Phật Tháp, sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đoạn đối thoại trong Kim Loan Điện, y cũng sẽ không biết được. Quân Huyền Kiêu tính tình kiên nhẫn, bắt đầu tự an ủi mình, nhưng lại nhìn thấy Tống Thanh cưỡi ngựa vội trở lại. Vương gia! Bất an trong lòng Quân Huyền Kiêu càng thêm. Người đâu? Thanh âm tức giận như sấm. Tống Thanh không biết vì sao đột nhiên Trần Bắc Vương tức giận lớn như vậy, hồi bẩm nói. Thuộc hạ không làm tròn nhiệm vụ, khi đến đã không thấy người ở đó. Lầu trống không, thuộc hạ cũng không tìm được. Khôi giáp trên người Quân Huyền Kiêu dường như nặng gấp đôi, nhất định không phải là y, nhất định không thể là y. Hắn buồn bực giật giật vạt áo của mình, thở ra một hơi mới có thể hơi giảm bớt chút áp lực. Nhà giam Đại Lý Tự, đúng, nhà giam Đại Lý Tự. Quân Huyền Kiêu xoay người lên ngựa, mạnh mẽ quất roi vào mông ngựa. Hắc mã hí dài một tiếng, như là gió lốc nhảy lên, lao ra ngoài. Còn hắc mã này vốn coi như thủ túc, từ trước tới nay hắn đều cẩn thận chăm sóc, thậm chí thỉnh thoảng còn đích thân tắm rửa cho nó. Lần đầu tiên gặp phải đối xử như vậy. Đường đến Đại Lý Tự cách Hoàng Cung không xa, lúc này cũng bị Trần Bắc Quân vây lại. Bất quá bởi vì có không ít lính canh ngục, cao thủ thị vệ, vậy nên nhất thời chưa thể khống chế được. Quân Huyền Kiêu thuận tay đoạt lấy một thanh trường mâu, dùng trận lên trước tấn công tiến vào. Lúc này Quân Huyền Kiêu quả thuật giết người không gây tay, coi mạng người như cỏ rác, xông vào giống như dê tiếng miệng hổ. Sau lưng một mảng đầu rơi máu chảy, chân tay đứt đoạn. Có Quân Huyền Kiêu mở đường, thủ vệ của Đại Lý Tự nhanh chóng nộp vũ khí đầu hàng. Quân Huyền Kiêu một khắc cũng không dừng, vọt vào nhà giam. Đại Lý Tự này vốn là nơi xử án lớn nhất kinh thành, tù nhân hơn 100 người, nhà giam cũng rất nhiều. Quân Huyền Kiêu chưa từng gặp mẹ Thẩm Ngọc, cho nên chỉ có thể tìm từng chỗ một. Cơ bản những vị phụ nhân, phụ nữ đã có chồng, có tuổi tác tương đương, hắn đều đi hỏi thăm qua. Trong nhà giam vẫn còn ẩn núp vài tên lính canh ngục. Bọn họ nhận lệnh cấp trên, trước khi Trần Bắc Quân tiến vào, phải giết chết toàn bộ trọng phạm trong này,
Bằng không, tù nhân thừa dịp loạn chạy trốn sẽ gây họa cho bách tính. Quân Huyền Kiêu giết mấy tên lính canh, nhưng bây giờ tù nhân trong đại đế tự cũng đã chết một nửa. Bất an trong lòng quân Huyền Kiêu càng ngày càng đậm hơn. Nếu cả thi thể tù nhân cũng muốn kiểm tra. Quân Huyền Kiêu bị đi đến án lao, nơi sâu nhất của đại lý tự. Trước mắt là một cỗ thi thể phụ nhân, không mặc trang phục tù nhân, đã bị lính canh chém chết rồi. Không biết tại sao, Trần Bắc Vương chưa từng sợ hãi trong lòng, giờ đây có chút ớn lạnh. Tay hắn hơi cứng nhắc, đem chính diện thi thể phụ nhân hướng lên trên. Phụ nhân này mặc dù đã nhiều tuổi, bởi vì khổ cực tóc đã trắng một nửa, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng ngũ quan phong vận lại cùng với Thẩm Ngọc có ba phần tương tự. Sau lưng cửa nhà lao vang lên một tiếng va chạm, hai mắt Thẩm Ngọc đỏ thẫm, mở to đến gần như muốn nứt ra, nhìn chằm chằm vào thi thể phụ nhân này và quân Huyền Kiêu, trường mâu còn đang nhỏ máu. Các bạn đang thưởng thức tiểu thuyết Đam Mỹ Nô Lệ Câm qua giọng đọc của Sam. Để không bỏ lỡ những chương mới nhất của bộ truyện, hãy đăng ký kênh Sam Audio và ấn chuông theo dõi kênh nhé!